Xin chào các bạn đã đến với kênh Hóng Tin Mới TV. Nghe tin tức mới nhất nha. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông báo từ kênh nhanh nhất nhé. Liên tiếp những tin vui đến với Việt Nam trong ngày mùng 5 tháng 4 khi không có ca nhiễm mới. Các ca nặng tiến triển tốt và nhiều người hoàn thành việc cách ly. Đến thời điểm hiện tại, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, số ca mắc đến nay là 240 người, trong đó có 90 ca đã được chữa khỏi và chưa có trường hợp nào tử vong. Với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, Việt Nam đang đón nhận nhiều tin vui khi các ca nhiễm mới ngày càng ít. Bằng chứng là riêng trong ngày mùng 4 tháng 4, cả nước chỉ ghi nhận 3 ca mắc COVID-19. Các ca bệnh nặng hiện cũng đang có tiến triển tốt và nhiều người cũng đã hoàn thành xong việc cách ly tập trung. Sáng ngày mùng 5 tháng 4, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Tin vui đến ngay từ sáng sớm Chủ nhật khi cả nước không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào. Cụ thể, tính đến sáng ngày mùng 5 tháng 4, cả nước vẫn chưa ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 240 ca mắc, trong đó có 90 bệnh nhân đã bình phục. Những bệnh nhân hiện vẫn đang điều trị đều có sức khỏe ổn định, riêng các ca nặng có nhiều tiến triển tốt, đặc biệt là bệnh nhân được chạy máy ECMO. Bệnh nhân nặng phục hồi tốt theo báo Tuổi Trẻ đưa tin. Bộ Y tế đã thông báo tin vui vào tối ngày mùng 4 tháng 4, cho biết bệnh nhân thứ 19 đến nay đã ngừng dùng ECMO sau hơn 2 tuần. Sức khỏe của người này cũng có nhiều tiến triển tốt. Được biết, bệnh nhân 19 đã 64 tuổi, có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình. Diễn biến bệnh bắt đầu trở nặng từ ngày 15 tháng 3, sau đó được chuyển qua khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Hà Nội. Bệnh nhân này sau đó được chỉ định thở máy. Đến ngày 19 tháng 3, do tình hình sức khỏe tiếp tục xấu đi nên được bác sĩ chỉ định sử dụng ECMO, tim phổi nhân tạo. Với sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, bệnh nhân 19 đã dần hồi phục và giờ đã có thể ngừng dùng ECMO. Ngoài ra, bệnh nhân 19 cũng đã có kết quả âm tính sau 3 lần xét nghiệm. Ngoài bệnh nhân 19 thì cả nước có 4 bệnh nhân nặng khác. Trong vài ngày trước, 3 trong 4 bệnh nhân nặng còn lại gồm một người Việt Nam 50 tuổi và 2 bệnh nhân người Anh đều đã qua giai đoạn nguy hiểm, cai thở máy, chuyển sang thở oxy, và 2 trên 3 bệnh nhân đã có 3 kết quả xét nghiệm âm tính. Cả nước có 78.412 người hoàn thành cách ly phòng dịch COVID-19 theo báo Thanh Niên trích thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, cho biết. Theo thống kê của Cục Quân y thì tính đến 19 giờ ngày mùng 4 tháng 4, cả nước đã có 78.412 người thực hiện xong việc cách ly phòng dịch COVID-19. Hiện tại, các đơn vị toàn quân đang có 1.416 người đang thực hiện cách ly, theo dõi, và trong số đó có 634 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Tính trên cả nước, hiện đang có 62.266 người thực hiện cách ly y tế, trong đó có 1.288 người thực hiện cách ly tại bệnh viện, số còn lại được cách ly tại các cơ sở khác, cách ly tại nhà và nơi lưu trú.